nhất tâm bất loạn cùng niệm Nam Mô, để thấy bến bờ lối về không còn xa nữa. Câu hỏi không còn treo trong cuộc đời ngược xuôi gian khổ, rằng mai ta sẽ về đâu. Hãy lắng nghe tiếng kinh gian từ thẳm sâu và lời niệm A Di Đà Phật, để đưa lòng quay về nẻo thật, để không còn vướng bận câu hỏi mai ta sẽ về đâu. Mai về đâu? Mai về đâu? Em hỏi tôi, mai về đâu? Tiếng ai hỏi như gọi người đến cung cửa sổ, như lời phán nhủ vọng về giữa đêm khuya. Tôi chợt tỉnh thấy mình trong cơn mộng, giữa cuộc đời thật thầm hư. Mai về đâu? Mai thông dụng và phổ biến nhất mà hình như ai cũng đều biết. Bởi vì sao? Vì chúng ta từ lúc chào đời cho đến nay thì có người cũng 60-70 năm, có người thì 40-50 năm, có người thì 20-30 năm, thì chúng ta ít nhất cũng đã từng chứng kiến một lần, hoặc là có thể là nhiều lần, là đối với người đã ra đi. Có khi chúng ta chứng kiến người thân của mình, và cũng có khi chúng ta chứng kiến những người ở xung quanh lân cận chúng ta. Và hầu như cái sự sống chết của con người đã làm cho người ta quen dần đi, và người ta thiếu những cái ý thức để thấy xa hơn đối với một người chết. Cái người sống thì chúng ta có thể thấy họ và đánh giá họ, cân nhắc được cái lối sống của họ, chúng ta có thể đo đếm được. Nhưng mà đối với cái người chết thì chúng ta chưa biết
Bởi vì sao? Vì cảnh giới chết của một người ra đi đối với người còn lại thì người còn lại hoàn toàn là không biết tin tức gì cả, cũng không có một cái thấy một cách chính xác là người đó sau khi chết rồi họ trở về đâu và họ sẽ làm gì. Chúng ta chỉ còn biết chôn cất họ với cái thi hài còn để lại, và chúng ta làm những cái điều gì đó hoặc là ca ngợi tán dương những cái gương hạnh của cái người chết lúc còn sanh tiền họ đã làm gì, chúng ta nhắc lại những cái công hạnh đó hoặc là nhớ lại những cái việc làm của họ để rồi chúng ta thương, chúng ta tiếc hoặc giả là chúng ta làm theo. Còn về cái phần của cái người đó, họ đi đâu về đâu và họ sẽ như thế nào thì hoàn toàn là mình không biết. Và từ cái chỗ không biết đó, có nhiều khi chúng ta cũng không cần biết. Thôi, tới đâu thì tới. Chúng ta nghĩ rằng họ ở bên kia thế giới, tức là thế giới nào đó, thế giới ở kia, thế giới bên kia là không phải thế giới này. Đối với những quan niệm của những người theo những cái tôn giáo khác thì họ cho rằng người đó lên cõi thiên đàng, người đó sẽ lên cõi thiên đàng. Bởi vì sao họ nghĩ là họ lên cõi thiên đàng? Bởi vì họ nghĩ rằng người thân của họ là những người tốt chứ không phải là xấu, và những cái tốt đẹp đó chính là cái kết quả họ sanh về thiên đàng. Hoặc giả là họ vẫn biết người thân của họ là những người không tốt, nhưng mà trong lòng của họ cũng mong rằng người thân của họ cũng được sanh về thiên đàng, bởi thiên đàng là một cái cõi tốt, một cái cõi thánh thiện, một cái cõi là cao trên, và những người thân của họ về trên đó thì được vui vẻ, được an lạc, được hạnh phúc, không có khổ đau như ở cảnh này. Họ nghĩ như vậy. Vậy thì chúng ta thấy đa phần là nhận thức của con người là điều chán cái cảnh trần gian, một cái cảnh là tranh danh đoạt lợi, một cái cảnh là con người đối xử không được tốt đẹp với nhau, một cái cảnh là con người phải chịu đựng nhiều nỗi đau khổ, đủ thứ cái khổ, sanh già bệnh chết của khổ, đối nhân xử thế cũng là một cái khổ. Vì miếng cơm, vì manh áo, vì chức, vì quyền, vì danh, vì lợi, họ có thể sát phạt lẫn nhau để rồi họ phải khổ. Cuối cùng rồi cũng là hai bàn tay trắng. Rồi hậu quả chúng ta phải gánh chịu vân vân. Cho nên họ rất là chán cái cuộc trần gian này. Họ rất là chán cái cuộc sống này. Như vậy thì cái sống có thể là người ta đánh giá được, người ta đo lường được. Nhưng mà kết cuộc của một cái cõi sống, kiếp sống của con người thì họ chỉ ghi vào trong cái kết quả của nó là một cái chữ khổ, một cái chữ khổ chứ không có gì khác, một cái chữ khổ chứ không có gì khác. Cho nên có một cái câu chuyện là ông vua, ông này khi ông mới lên là được làm vua thì ông 20 tuổi. Khi ông được lên làm vua rồi thì ông có một cái đặc biệt là ông mới phái các quan văn á, những người thân hào nhân sĩ trí thức đó, ông mới phân công cho họ là mỗi người đi một phương để tìm hiểu cái tinh hoa của cuộc đời là gì, ghi vào trong sách vở đem về đây cho ổng để mà ổng nghiên cứu. Thì các quan mới chia nhau đi tìm, mỗi người đi một nơi, đi một xứ, rồi đem theo sách vở bút mực để ghi chép lại những cái gì hay, những cái gì đẹp ở trong cuộc đời này, tinh hoa tức là những cái hay đẹp, những cái tinh túy, những cái đẹp của cuộc đời này để ghi vào trong sách vở đó để đem về
cho vua. Thì như vậy thì họ đi như vậy là ròng rã 10 năm, thì ông vua được 30 tuổi, ông mới đem về cho mấy xe gì đó mà sách vở, gần cả chục xe sách vở gì đó, ghi lại cái tinh hoa của cuộc đời đem cho vua coi. Vua mới nhìn thấy là cái chục xe sách vở mà xe nào cũng chất cao lên. Vua ngán quá, bởi vì lúc này triều đình là có nhiều thứ phải lo, có nhiều việc phải làm, cho nên là vua không có thời gian. Lốt thì ở trong nội cung, lớp thì ở bên ngoài thần dân, đủ thứ chuyện. Rồi lớp thì thiên nhiên nó không có được ôn hòa, khí hậu thời tiết này kia khắc nghiệt, rồi thiên tai, rồi động đất, rồi bão lụt vân vân, đủ thứ chuyện xảy ra cho đời vua phải xử lý nhiều thứ. Sợ dân đói, sợ dân nghèo khổ, rồi sợ dân bị loạn động, khởi nghĩa này kia, để chống đối triều đình nhân dân. Vua phải có nhiều thứ để mà xử lý, cho nên vua đâu còn rảnh nữa. Thành ra ông nhìn thấy cái xe 10 xe sách như vậy đó là ông ngán lắm. Ông nói thôi bây giờ các khanh làm ơn ngồi lại, rồi mới soạn ra những cái nào thật là hay, các khanh rút rỉa lại cho nó ít lại bớt, cho nó gọn lại bớt. Cái nào không đáng thì các khanh bỏ, các nào đáng thì để lại. Như vậy thì ta mới có thời gian ta đọc. Thì các quan mới chia nhau, mỗi người đem về một số gì đó, đem về mới làm, mới ngồi, mới nghiên cứu lại cái nào hay, rút gọn lại. Rút gọn lại cuối cùng thì 10 năm sau họ mới trở lại cho vua một xe sạch. Thì vua 40 tuổi. Khi mà họ trở lại một xe sách thì vua lúc bấy giờ là sức khỏe nó cũng không có bằng như hồi trước nữa, nó cũng xuống cấp rồi. Mà quý vị biết là ông vua ít khi nào sống dai lắm, bởi vì trong nội cung của ổng là tam cung lục viện đó, là nội cái hoàng hậu với thứ phi đó, cũng cả trăm ngoài, cho nên là không có vua nào mà được sống dai chứ. Rồi đâu có thời gian đâu mà đọc tới một xe sách. Một tủ sách có nhiều khi chúng ta còn đọc không hết nữa, đừng nói tới một xe. Thì lúc bây giờ ông mới nhìn thấy một xe sách trở về hoàng cung để trình cho vua. Thì ông nói trời ơi, cũng còn nhiều quá, thôi các khanh làm ơn về rút gọn lại chút nữa đi. Thì các khanh mới chia với nhau ra để rút gọn lại nữa. Một xe sách như vậy thì 10 năm sau mới rút gọn lại là được 10 quyển. 10 quyển rất là dày, đem lên chồng trước mặt vua để trình với vua là đã rút gọn, thật là gọn rồi, còn 10 quyển. Tất cả những tinh hoa của cuộc đời nằm trong 10 quyển sách này. Lúc đó vua được 50 tuổi. Vua nói cũng còn nhiều quá, đọc không hết. Cuối cùng vua nói thôi bây giờ các khanh gán làm sao đó cho nó gọn lên chút nữa đi. Đó. Thì các quan mới về mới nghiền ngẫm những cái hay quá trời mà gom vô đây rồi mà vua còn biểu phải soạn lại nữa. Mà bây giờ muốn soạn sao, cho nên mấy ông cũng đắn đo, cũng là suy gẫm, cũng nghiên cứu, cho đến cuối cùng rồi là 10 năm sau mới đem trở vô lần nữa. Thì còn một quyển thật là dày, một quyển sách thật là dày, cầm vô cho vua. Thì lúc đó giờ vua được 60 tuổi và vua đã lâm cơn bệnh nặng. Trong cái lúc mà bệnh nặng như vậy mà thấy một quyển sách thật là dày thì coi như là không có cái gì để mà để vô trong đầu được. Không có còn tâm trí nào để mà đâu ngồi đó mà đọc, mà đâu còn sức khỏe để mà đọc. Và trong lúc bệnh nặng như vậy thì vua biết mình không thể qua được. Do đó vua mới nói với ông quan đại thần là ổng là giống như là hàn lâm học sĩ vậy đó. Nói bây giờ khanh á,
thì có công rất lớn trong cái vấn đề mà đi tìm những cái tinh hoa của cuộc đời đem về đây cho ta. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay ta không còn có điều kiện để đọc cái quyển sách này. Tuy nó là quý, nó là hay, nhưng mà không còn điều kiện đọc quyển sách này. Thôi bây giờ Khanh hãy tóm gọn cho ta, để Khanh đọc làm sao cho ta nghe được một câu thôi, một câu gì hay nhất trong quyển sách này. À, tóm thật là gọn để cho ta nghe được trước khi ta băng hà. Thì ông Quan Đại Thần ông mới ngồi, ông mới suy gẫm, ông mới suy nghĩ tư duy coi coi bây giờ mình phải lựa một cái câu nào mà có thể vua nghe mà vua thấm thía được những cái tinh hoa của cuộc đời này. Thì trong lúc đó là ông vua ông đang là chờ chết, tức là hấp hối chờ chết, đang chờ nghe được một cái điều gì đó, một cái hay nhất của cuộc đời này là một điều gì đó mà từ cái ông quan Hàn Lâm học sĩ này ông nói cho mà nghe. Thì ông quan này ông thấy vua hấp hối cũng sắp sửa là băng hà, thì ông cũng gấp lắm. Cuối cùng rồi ổng mới chợt nhớ ra một câu rất là hay, mà cuộc đời này là không ai tránh khỏi được, ai cũng phải ở trong cái chu kỳ đó, ở trong cái quá trình đó và ở trong cái chu kỳ đó. Thì ổng mới kê sát vào cái lỗ tai của vua, ổng mới nói tâu với bệ hạ: tinh hoa của cuộc đời là sanh lão bệnh tử. Vua cũng nghe nói không? À, rồi tắt thở luôn. Thì quý vị thấy cuộc đời của chúng ta là có ngoài cái đó không? Có ngoài những cái chu kỳ, cái dòng đi của sanh lão bệnh tử không? Thì cuộc đời chúng ta là vậy đó. Mà cái tinh hoa của nó là cái gì? Nó không có gì vậy. Nó là con số không, nó là khổ, nó không có gì hay, không có gì đẹp đó nha. Nhưng mà chúng ta cho nó là đẹp thì nó đẹp, tại vì quan niệm của con người. Chúng ta cho vàng là quý thì vàng là quý, nhưng mà chúng ta cho vàng là không quý thì nó không quý. Bởi vì chúng ta đặt nó vào cái gì quý thì đó do quan điểm con người, thấy không? Như ở đây chúng ta cho vàng là quý, là có giá trị, nhưng mà ở cõi cực lạc thì vàng là cái gì? Vàng là đất, đất ở cõi cực lạc. Thậm chí là cái ao sen còn có cát vàng nữa. Mà nếu ở đây mà có cái ao mà cát vàng là kể như cái ao này bị đào hết rồi, không có còn miếng nào đâu, phải không? Mà lên cực lạc có phải xách theo cái giá đang chi, đang đào cát vàng ở trên đó, hay là đào đất vàng ở trên đó. Đó thì chúng ta thấy là do quan điểm con người, mà con người cho cái này là đẹp, cái kia là xấu. Người ta môi móc ở trong đầu người ta ra để mà người ta trù tượng quá những cái hiện tượng trong cuộc đời này, rồi người ta đề cao vân vân, rồi người ta chạy theo cái đó giống như là chạy theo quan điểm, chạy theo quan điểm để mà nhận thức tốt xấu vân vân, rồi cho đây là tốt, đây là xấu, rồi chia vân vân, rồi như vậy rồi họ lại xếp hạng trong đó cao thấp. Nhưng mà cái kết cục của tất cả những thứ đó chỉ là nói chung là sanh già bệnh chết, chứ không có cái gì để mà chúng ta thấy có giá trị cả, không có gì để gọi là giá trị cả. Nhưng mà ở trong cuộc sống chúng ta quá nhiều thứ phức tạp, cho nên làm cho con người phải rối ren, rồi phải khổ tâm nhọc chí đủ thứ chuyện, chứ chúng ta không chịu buông bỏ. Chúng ta dính mắc nhiều thứ, để cuối cùng rồi sau khi chúng ta bỏ cái thân này thì chúng ta phải quay trở lại để có một cái thân khác. Và cái thân khác đó nó phải bị lệ thuộc nhiều thứ, vì chúng ta lúc trước đây, thân trước đây chúng ta tạo vô số nghiệp,
dính mắc, nghiệp tham đắm, nghiệp sân si, nghiệp phiền não, nói chung là vô minh. Để rồi chúng ta phải bị luân hồi ở trong cái sự dẫn đi của nghiệp, và chúng ta phải bị tiếp tục để mà chịu đựng những cái đau khổ ở những cái kiếp kế tiếp, chứ chúng ta không có lối thoát. Cho nên khi một con người mà họ nằm xuống thì những người còn lại chỉ đánh giá những gì của họ làm lúc sanh tiền, hoặc giả là noi gương, hoặc giả là ca ngợi tán thán, hoặc giả là nguyền rủa nếu như người đó làm nhiều tội lỗi. Chứ chúng ta không biết được sau khi họ nằm xuống, họ đi về đâu, họ sẽ làm gì, và họ ở chỗ nào, tốt hay xấu, sang hay hèn, giàu hay nghèo, hoặc là người hay là thú, chúng ta không biết. Chính vì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật là chúng ta phải biết. Cho nên các tổ ngày nói đó, sanh hà xứ lai, tử hà xứ khứ, tức là từ đâu ta đến đây, ta đến đây làm gì, rồi chết ta về đâu. Quý vị biết là có hai hạng người, họ không sợ chết. Một hạng người là biết được sau khi chết mình về đâu cho nên không sợ. Hạng người đó có thể nói là do tu nhiều thiện nghiệp, hoặc là đã thành tựu được đạo quả giải thoát, cho nên họ không sợ chết, bởi vì họ biết chỗ về của họ. Còn một hạng người thứ hai cũng không sợ chết, nhưng mà cái dạng đó là cái dạng liều mạng, về đâu cũng được, làm thằng lằn gắn mối gì cũng được, hay là vô địa ngục gì cũng được. Cuối cùng người cũng chết cho nên không sợ nữa, chết rồi là không cần gì phải nghĩ tới cái sau này, cho nên họ trở thành người liều mạng. Thì quý vị biết cái người liều mạng á, là cái người đó không biết chỗ về, tương lai của họ là mờ mờ mịt mịt, và chắc chắn là họ sẽ rơi vào cảnh khổ, chứ không có thể nào mà đi đến được cái cõi tốt. Thì đa số con người thì họ có quan điểm này, và quan điểm này thì nó cũng đồng như cái quan điểm của những người cho rằng chết là hết, chết là trở về với cát bụi, là không còn gì nữa, là chấm dứt. Thì cái quan điểm này chính là Đức Phật nói là họ rơi vào cái đoạn kiến, tức là chết là hết. Rồi một số người có quan điểm là chết là còn, là họ rơi vào cái thường kiến, chết là còn gì? Là còn ở kiếp sau. Nhưng mà còn ở kiếp sau của họ là họ phải làm sao ở kiếp này để đến được kiếp sau, tức là trước khi chết họ phải đem theo nhiều vàng bạc, để tiền của đó họ sẽ sống ở kiếp sau, hoặc là họ đem theo nhiều thê thiếp để có người hầu hạ họ ở kiếp sau. Thành ra họ chết rồi họ giết thêm vợ con, bỏ vô trong quan tài chôn chung, để rồi họ sẽ được sống ở kiếp sau cũng còn vợ con của họ, cũng còn người này, cũng còn là những cái người thân này, rồi cũng còn tiền của này, vân vân. Đó. Mà cái quan điểm này thì chúng ta thấy là con người chúng ta cũng có những cái quan điểm giống như vậy, vừa đoạn mà vừa thường. Có nghĩa là cho rằng chết là hết rồi, không còn lo gì nữa. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi cúng kiến thì chúng ta phải làm lầu kho xá hạt, để chi? Để cho người chết ở. Rồi là khi chôn cất, chúng ta còn đem theo là nào nồi niêu son chảo, đem ngoài mã để ngoài đó, để cho người chết có nồi nấu cơm ăn. Nhưng mà rồi lấy gạo đâu nấu, không thấy bỏ gạo mà thấy bỏ cái nồi không à. Rồi bỏ luôn đôi dép ở ngoài đó. Rồi có người nói hồi còn sống á, ba con không ưa quánh bài lắm, hay là đem cái bộ bài, một bộ bài cào, một bộ bài tứ sắc để ngay cái chỗ cái mã luôn, đặng cho ông quánh bài.
Tức là mình nghĩ ông chết là còn, cho nên là phải đem theo tất cả những vật dụng này kia để cho ông sử dụng. Rồi thậm chí là phải đem theo tiền, tiền giấy, tiền vàng bạc, hoặc là tiền đô âm phủ gì đó để đem theo cho người chết sử dụng. Rồi có nhiều người đi cầu hồn nói rằng người chết đã thiếu nợ gì đó ở dưới âm phủ bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn đó, thì bây giờ phải đốt bao nhiêu tiền để mà cho người chết trả nợ ở dưới đó. Ví dụ vậy. Rồi quần áo, tất cả trong một cái căn nhà mã đó, thì là lầu kho đó, thì có thêm là đồ đạc vật dụng, rồi có thêm đầy tớ nhân dân, rồi làm luôn ông tàu quan này kia để mà ông dẫn đường cho cái người chết đi. Thưa quý vị, quan điểm này quan điểm của những người thường kiến, cái cho rằng chết là còn. Nhưng mà bên cạnh cái thường kiến đó thì chúng ta lại có cái đoạn kiến, tức là chết là hết. Chúng ta đứng vào bên này rồi đứng vào bên kia, chứ không thấy được cái trung đạo ở chính giữa. Tức là con người chết cũng không hẳn là còn, mà cũng không hẳn là mất. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh đều theo duyên nghiệp để mà thọ thân. Mà khi theo duyên nghiệp để thọ thân thì cái này là không có mất. Tức là chúng ta còn cái nghiệp, và cái nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi. Nghiệp này là do nơi sanh tiền chúng ta tạo ra từ thân khẩu ý. Và bây giờ khi chúng ta tạo ra thì cái nghiệp này nó sẽ tạo lưu vào trong cái tạng thức của chúng ta, tức thành cái hột giống hoặc thiện hay là ác gì đó vân vân. Rồi cái hột giống này tức là cái nghiệp xấu đó đó, nghiệp thiện nghiệp ác đó, nó dẫn chúng ta đi luân hồi ở cái cảnh giới tương ưng với cái nghiệp của nó, tương ưng với nghiệp của nó. Ở đây thì chúng ta thấy là chánh báo sanh y báo, tức là tâm chúng ta như thế nào thì sẽ có cảnh giới như thế đó. Tâm là chánh báo, cảnh giới là y báo. Nếu tâm chúng ta xấu thì cảnh giới của chúng ta đến là cảnh giới xấu, mà tâm chúng ta tốt là cảnh giới chúng ta đến là cảnh giới tốt. Như vậy thì cái nghiệp nó sẽ phát sinh cho chúng ta một cái cảnh giới tốt xấu tùy theo tương ưng với nghiệp, tức là nó xứng vừa với cái nghiệp, chứ nó không có sai chạy miếng nào. Bây giờ thưa ví dụ cho quý vị dễ hiểu một chút, là thời buổi công nghệ khoa học hiện nay thì chúng ta thấy là cái thẻ nhớ của chúng ta, hay là mình nói gần nghe cái đĩa nhựa mà những cái chúng ta đút vô cái đầu máy là chúng ta có thể là thấy được hình ảnh, thấy được tiếng nói ở trong đó đó, đó là cái đĩa nhựa. Thì cái đĩa nhựa này là dụ cho cái gì? Dụ cho cái thể xác của chúng ta giống như cái đĩa nhựa đó. Khi cái thể xác của chúng ta còn sanh tiền, còn khỏe mạnh, cho đến một ngày nào đó chúng ta bỏ lại cái thể xác. Nhưng mà lúc còn khỏe mạnh chúng ta đem thân khẩu ý để tạo nghiệp lành nghiệp dữ, thì nghiệp lành nghiệp dữ này nó sẽ lưu vào trong cái phần tạng thức. Thì phần tạng thức này thì giống như cái đĩa nhựa đó, nó có thể lưu được âm thanh và hình ảnh khi mà nó đã tiếp nhận được ở bên ngoài vậy. Thì cái đĩa nhựa này nó sẽ lưu được tất cả những thứ đó, nhưng mà những thứ đó chúng ta nhìn không thấy. Chúng ta cầm cái đĩa nhựa lên, chúng ta nhìn không thấy những cái thứ đó ở trong đó, chỉ thấy cái đĩa nhựa mà thôi, chỉ thấy cái phần của cái thẻ nhớ đó, là chúng ta chỉ thấy một cái miếng bằng nhựa, bằng cao su, bằng lách tích gì đó vậy thôi. Chúng ta chỉ thấy cái đó thôi, nhưng mà bên trong cái đó là có rất nhiều thứ mà những thứ này chúng ta không thấy được. Cũng như chúng ta nhìn cho cái thân người của chúng ta thì chúng ta là không có thấy được cái phần nghiệp lành nghiệp dữ. Phần này là phần tinh thần không thấy được. Mà khi cái phần nghiệp lành nghiệp dữ đó mà nó phát ra, đút vô trong máy nó phát ra, nó sẽ phát ra, chúng ta sẽ thấy nó hiện lên những cái cảnh giới trong đó như thế nào, nó sẽ diễn ra.
ở trong cái phần tinh thần đó nó sẽ diễn ra. Khi chúng ta đưa vào trong máy thì nó sẽ hiện ra. Thì cũng vậy, trên phần tinh thần của chúng ta nhìn không thấy được, nhưng mà khi nó hiện hành thì chúng ta sẽ hiện ra cảnh giới của nó. Tức là nghiệp lành thì hiện ra cảnh lành, nghiệp dữ hiện ra cảnh dữ. Đó, cho nên chúng ta thấy là con người chúng ta có hai phần. Thì ở trên cái khoa học hiện nay thì người ta cũng thấy có hai phần như vậy đó, tức là phần vật chất và phần tinh thần. Phần tinh thần là thuộc về vô hình, chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng mà trong nó có đủ hết. Thì trên thể xác của chúng ta thì chúng ta thấy, nhưng mà phần tinh thần không ai thấy, nhưng mà nó có đầy đủ hết. Y như vậy đó. Thì bây giờ khi mà một con người mà bỏ cái xác thân ở trần gian này thì cảnh giới kế tiếp của chúng ta là gì? Là cảnh giới chúng ta phải sống bằng nghiệp thức. Thức là cái biết, nghiệp tức là những gì chúng ta tạo ra, hoặc thiện hoặc ác, thì nó ở trong cái biết đó. Cho nên gọi hai cái này cộng lại là nghiệp thức. Có chỗ gọi là thần thức. Bởi vì sao? Vì nó có thần thông, có thể là nghe xa, thấy xa và đi xuyên qua vách núi đá vân vân tự tại đó. Cho nên gọi nó là thần thông. Cho nên thành ra người ta gọi là thần thức. Bởi cái thức nó có cái năng lực là có thể là đi xuyên qua chướng ngại vật, chỉ trừ hai món mà nó không đi được. Thứ nhất là cái tòa kim cang của Phật là nó không qua được, nó qua đó là nó phải bị tiêu hoại. Cái thứ hai là cái dạ con của người phụ nữ là nó không qua được, nó vô đó thì nó phải kẹt ở trong đó và nó có cái thân sao. Cho nên hai cái này thì thần thức nó không thể đi xuyên qua được, còn tất cả nó đều đi xuyên qua được. Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu siêu cho ai, giàu ở đâu, chúng ta chỉ cần kêu cái tên người đó ra, tên tuổi người đó ra, hay là pháp danh của người đó ra, thì người đó có thể nghe được, có thể nhận được. Hoặc là chết 20-30 năm mà nếu mà chưa có siêu thoát thì cũng có thể nhận được, nghe được. Cho nên nó được cái chỗ đó. Thì còn một cái tên nữa để gọi cho cái phần của cái thần thức, tức là gọi là thân trung ấm. Ấm có nghĩa là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức đó. Nhưng mà về sắc á, thì nó đã mất cái thân rồi, thì nó không còn cái đầy đủ ngũ ấm, mà chỉ có bốn ấm thôi, tức là chỉ có thọ tưởng hành thức thôi. Còn về trung á, trung có nghĩa là khoảng giữa, khoảng giữa của thân trước và thân sau gọi là trung. Thì thân trung ấm này tuy nó có thọ tưởng hành thức nhưng mà cũng vẫn gọi là thân. Mà thân này có nghĩa là gì? Thân là sự kết nhóm, chữ thân là sự tập hợp của nhiều thứ lại, hay là sự kết nhóm của nhiều món lại, cho nên gọi là thân. Thì bây giờ cái thân của chúng ta đây là kết hợp nhiều món. Nó mà nói về vật lý á, thì cái thân này nó có nè xương thịt, rồi lông tóc răng móng, rồi tim gan ruột vèo phổi gì nhân dân, kết hợp lại 36 món đó thì gọi là thân. Thì cái chữ thân có nghĩa nó là như vậy. Thì cái thân trung ấm có nghĩa là nó kết hợp thọ tưởng hành thức là bốn nhóm này lại. Trung là ở khoảng giữa thân trước và thân sau, có nghĩa là thân trước đã chết rồi mà thân sau thì chưa có, tức là chưa có nhập thai, cho nên ở khoảng giữa này gọi là trung. Ấm tức là sự che đậy, ấm là sự che đậy, tức là thọ tưởng hành thức che đậy chân tâm bổn tánh của chúng ta. Chúng ta không thấy được chân tâm bổn tánh mà chỉ sống được với thọ tưởng hành thức, tức là cái vọng tâm từ cái màn vô minh mà nó khởi, do đó gọi là ấm. Thì cái nghĩa của chữ thân trung ấm là như vậy. Thì quý vị biết là cái người mà đời thì người ta gọi nôm na là cái gì? Ta gọi là linh hồn. Ta nói linh hồn. Thì cái phần này là có nhiều cái tên để đặt. Có người thì gọi là linh hồn, nhưng mà linh hồn thì coi chừng chúng ta lầm tưởng
nó là một cái hồn ma, một cái bóng dáng gì đó, một cái tinh anh nào đó nha. Thì thành ra chúng ta gọi linh hồn. Nhưng mà gọi linh hồn mà hiểu được nó chính là thân trung ấm thì vậy là đúng. Gọi linh hồn mà hiểu được nó chính là thần thức, đó là đúng. Nó chính là nghiệp thức, đó là đúng. Đó thì như vậy thì nó có nhiều cái tên. Tên của nó là thân trung ấm, tên của nó là nghiệp thức, tên của nó là thần thức, tên của nó là linh hồn. Tức là khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta trở về cái trạng thái, cái trạng thái của cái phần mà không có thân đó, thì gọi là thân trung ấm, hay là còn gọi một cách bình dân mà theo thế gian người ta gọi là linh hồn, là cái đó đó. Thì thưa với quý vị, cái thân này á, cái thân này là nó có mang theo cái nghiệp thức, cho nên gọi là nghiệp thức đó. Mà nghiệp thức đó chính là cái gì? Là cái hột giống mà lúc sanh tiền là của thân trước đó đã tạo ra, là do thân khẩu ý mà tạo ra. Cho nên cái bài kinh sám hối đó, giảng tích sở tạo chư ác nghiệp gia do vô thủy sam sân si tùng thân ngữ ý chi sở sinh đó. Tức là xưa nay con tạo nhiều ác nghiệp à, là từ trước tới giờ vô thủy đó bị tham sân si, tham sân si mới tạo ra nhiều ác nghiệp. À, tùng thân khẩu ý chi sở sanh, tức là từ nơi thân khẩu ý tạo ra. Vì thân khẩu ý của chúng ta là nó tạo ra nghiệp lành hoặc nghiệp dữ à, vô số, từ vô thủy tới bây giờ tạo ra nghiệp lành hoặc là nghiệp dữ. Cho nên quý vị biết là chúng ta không thể nói rằng là mình là hoàn toàn à, nói là đó giờ tôi không có làm gì ác hết trơn, cho nên tôi không cần sám hối. Bởi vì sao? Vì mình tự cao ngã mạn quá lớn, mình cho rằng mình không có làm gì ác hết trơn. Ai kêu mình sám hối, mình nói tôi đâu có tội gì đâu mà sám hối, chứ đâu có làm gì ác rồi sám hối. Con gà tôi còn chưa cắt cổ nữa, con chuột tôi còn chưa có giết nữa mà làm gì đâu mà sám hối. Tôi không có tội, không sám hối. Ở đây muốn nói cái tội của chúng ta không phải là đời này, vô thủy kiếp tham sân si chúng ta tạo vô số tội lỗi mà chúng ta đâu có hay. Nếu chúng ta không có tội thì làm gì đời này chúng ta có khổ. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này á, có vui rồi có khổ, cứ lẫn lộn, cứ triền miên à, để mà soi chuyển cái cuộc sống chúng ta. Chúng ta chịu đủ thứ chuyện hết trơn á, mà chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, không có làm ác. Cái ác này không phải là ác đời này, mà là từ vô thủy kiếp về trước chúng ta đã tạo ra. Và cái nhân tạo xấu, những cái nghiệp xấu đó đời này nó mới trổ quả. Mình sám hối ở đây là không phải sám hối chỉ đời này không, mà sám hối luôn những đời trước của chúng ta nữa. Đó, cho nên là cái pháp sám hối là cái pháp rất là cao. Người tu hành chỉ cần một pháp sám hối cũng đắc đạo. Mà ngày xưa Ngộ Đạt Quốc Sư cũng đã từ pháp sám hối này mà đắc đạo. Và có nhiều người cũng tu pháp sám hối này mà đắc đạo. Ngài A Nan cũng tu cái pháp sám hối. Sau khi Phật Niết Bàn 100 ngày thì Ngài A Nan đắc đạo là cũng nhờ cái pháp sám hối mà đắc đạo, đắc A La Hán. Cho nên cái pháp sám hối này á, là có nhiều khi chúng ta tu, chúng ta mới biết đi chùa, chúng ta mới quy, chúng ta không hiểu. Lại chùa với thầy nói bữa nay tới ngày 14 rồi, thôi giờ con ở lại đây đi lát nó tụng kinh sám hối. Nghe nói cái nỗi sân phừng phừng rồi. Có đâu có tội đâu mà sám hối, nhỏ lớn không có làm gì ác hết trơn, có gì đâu mà sám hối. Trả lời câu cục ngủng. Thì quý vị biết là chúng ta thiệt là vô minh. Nội cái chúng ta nổi sân lên là chúng ta cũng xong, cũng là có tội rồi. Chứ đừng có nói tới cái gì khác mà cũng nhìn không thấy. Mà nhìn không thấy mình thì làm sao mình biết được người khác đó. Cho nên cái lỗi của mình ít khi nào mình thấy, mình thấy lỗi người khác thì nhiều. Bởi vì Phật nói á, bụi dính sau lưng mình không bao giờ thấy. Ở trước mặt mình á, khi ở trên con mắt mình, trên trán mình còn không thấy, trên mặt mình còn không thấy nữa. Vì con mắt mình nó nhìn ra ngoài, nó đâu có nhìn vô mặt mình được. Cho nên cái mặt mình còn không thấy nữa.
không chi là ở sau lưng. Đó. Thành ra đó, ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta lúc sanh tiền, kiếp hiện tại cho đến nhiều kiếp chiều quá khứ, chúng ta tạo vô số tội lỗi mà chúng ta không bao giờ hay, không bao giờ biết, cũng không bao giờ nhớ. À, thành ra đời này á, chúng ta chịu rất nhiều cái khổ, mà khi khổ mà chúng ta lại đổ lỗi cho người khác, chúng ta lại oán trời trách đất, chúng ta không nhìn nhận cái lỗi của mình để mà mình sửa đổi, chúng ta không nhìn nhận những cái sai của mình để mình khắc phục, và chúng ta không bao giờ trong sạch vì chúng ta không biết tàm quý, có nghĩa là không biết hổ thẹn. Cho nên á, ở trong cái thân trung ấm đó, là cái thân ở khoảng giữa, chưa có thân trước, chưa có thân sau, thân trước đã mất, thân sau chưa có đó, thì cái khoảng này là cái khoảng là mờ mờ mịt mịt, chúng ta không có đường đi. Vì sao? Vì sanh tiền chúng ta chưa có giác ngộ Phật Pháp, vì sanh tiền chúng ta chưa đạt được một cái quả vị nào ở trong Phật Pháp, hoặc là vì sanh tiền chúng ta chưa có làm được một điều thiện nào, cho nên con đường đi của chúng ta là mờ mờ mịt mịt. Và nếu như người nào mà sanh tiền tạo thập ác ngũ nghịch, thì chỉ trong một khoảng khải móng tay, hay là trong kinh nói là như một lực sĩ co duỗi cánh tay, với cái thời gian nhanh như vậy, người đó đã đi vào địa ngục. Người đó đã đi vào địa ngục. Và trong lúc mà họ chưa tắt thở thì tướng địa ngục đã hiện ra ở trong tâm thức của người đó. Người đó có một cái biểu tượng là thể hiện ra ở thân thể là sự đau khổ bức bách, rồi la hét, rồi có khi là phải giật giã cái thân của người đó, rất là đau đớn, rồi người đó mới tắt thở. Thì trong cái lúc đó là sở dĩ mà họ bị bức ngặt như vậy, họ bị đau khổ như vậy, là đó là tướng địa ngục đã hiện ra. À, tướng địa ngục đã hiện ra ở trong tâm thức của người đó. Mà đương trong kinh gọi đây là hoa báo, tức là cái hoa nó đã, cái kết quả nó đã thành hoa đó. Và khi họ tắt thở, họ đi vào địa ngục, thì đó là quả báo, tức là già nó đã thành trái. Đó là cái người tạo nhiều tội ác ở trong lúc sanh tiền. À, thì họ chết thì đi thẳng vào địa ngục, nhanh như một vực sĩ co giữa cánh tay. Cái thứ hai ngược lại á, lúc sanh tiền mà người này tạo nhiều thiện nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp, tu thập thiện, giữ ngũ giới, ăn chay, niệm Phật, làm các hạnh lành, hộ trì tam bảo, vân vân. Thì cái người này đến giờ phút lâm chung đó, thì họ thấy cái tướng thiên đường hiện ra. Cảnh giới thiên đường có thể nói là cảnh giới của sáu trời dục giới sẽ hiện ra, và họ có quyền lựa chọn họ về cảnh giới nào là theo ý muốn của họ. Chẳng hạn như cái trường hợp của ông Tu Đạt Đa đó, lúc mà ông lâm chung đó, thì ông thấy sáu vị trời của sáu trời cõi dục hiện ra, mỗi vị trời đem một chiếc thiên xa đến để rước ổng. Và cuối cùng ổng đã chọn cái cõi trời Đâu Xuất để mà ổng sanh về đó. Thì khi ổng chọn cõi trời Đâu Xuất, ổng phát nguyện sanh về trời Đâu Xuất á, thì năm cánh trời kia đều biến mất, chỉ còn ở lại cái chiếc thiên xa của cõi trời Đâu Xuất là cõi trời thứ tư đó, còn chỉ còn ở lại cái chiếc thiên xa đó, và vị thiên chủ đó rước ông Tu Đạt Đa sanh về Đâu Xuất thiên. Đó là sự quá sanh, chứ không phải là thai sanh như ở trần gian của chúng ta. Đó, thì ổng được cái phước báo rồi sanh về Đâu Xuất thiên theo cái tâm nguyện của mình. Cũng vậy, nếu như chúng ta mà biết tu
thiền, tức là giữ được phạm hạnh trong sạch, thì cảnh giới đó là cõi trời của cảnh trời sắc giới, tức là cao hơn dục giới. Cao hơn dục giới tức là sống cái nếp sống là ly dục đó, tức là không còn phạm hạnh, phạm hạnh trong sạch, không còn sống đời sống gia đình của vợ chồng, không còn ham muốn cái này cái kia ở trần gian nữa. Với cái tâm tu đó, với cái sức định lực đó, thì người đó sẽ sanh về sắc giới, tức là ở cõi trời Phạm Thiên. Hoặc giả là người đó đã khống chế được tham và sân, được những phiền não là lẫy lừng, những phiền não thô, đã khống chế được những thứ đó, thì cũng họ cũng được sanh về Phạm Thiên ở cõi trời sắc giới. Hoặc giả là những người đã thành tựu được A-na-hàm thì cũng sanh về cõi trời Phạm Thiên. Nhờ sức thiền định tu tập được tứ thiền thì họ ở cõi trời cao hơn, tức là cõi trời vô sắc, từ tứ thiền sắp lên. Thì cảnh giới của cõi trời là cảnh giới của những người, một là có phước, hai là có tu. Nhưng mà sự tu này nó chưa đạt đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn, cho nên nó có ba, chia làm ba cảnh, là cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc. Cảnh dục thì ở cõi trời này á, là cõi trời này con người vẫn còn hưởng những cái ngũ dục, nhưng mà nó thù thắng hơn trần gian, có nghĩa là cái gì nó cũng là cao hơn. Ở trần gian này chúng ta tìm cầu mới có, nhớ đó là phước báo tự sanh, cho nên không cực khổ, nhưng mà được hưởng rất nhiều thứ, còn gấp bội lần ở trần gian này. Còn ở cõi trời sắc giới á, thì cảnh trời này là con người ta đã giải bớt được tham và sân. Nhưng mà sân thì hết hẳn, nhưng mà tham thì vẫn còn vi tế, cho nên là họ đã đạt được những cái sự trong sạch và tốt đẹp hơn. Như ở cõi trời phạm, phạm có nghĩa là trong sạch. Ví dụ như mình giữ phạm hạnh, tức là hạnh trong sạch. Hạnh trong sạch có nghĩa là không có gia đình ly dục đó, gọi là hạnh trong sạch. Rồi cao hơn nữa là sắc vô sắc. Thì ba cõi trời này tuy chưa có đạt được rốt ráo giải thoát, nhưng mà hưởng phước rất nhiều. Và tùy theo mỗi cảnh trời thì có phước báo, nó có sai biệt khác nhau. Thấp thì phước báo ít hơn, cao thì phước báo cao hơn, và tuổi thọ cũng cao hơn. Ví dụ như ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, là chúng sanh ở đó sống tới 1000 tuổi. Ủa xin lỗi, một đại kiếp chứ, một đại kiếp, sống tới một đại kiếp đó, thì cảnh giới nó rất là cao. Một đại kiếp đó, nó tính ra nó tới nhiều triệu năm lắm. Tức là một tiểu kiếp nó 16.800.000 năm. Rồi một là 20 cái tiểu kiếp mới vô được một cái trung kiếp. Tức là lấy 16.800.000 năm nó nhân cho 20, rồi mới ra một cái con số của cái trung kiếp, rồi mới lấy 4 cái trung kiếp, tức là nhân cho 4 mới ra một cái đại kiếp. Thì con người ở đó tuổi thọ sống một đại kiếp, sống rất là lâu. Nhưng mà tuy nhiên họ cũng bị một cái nạn, tức là cái nạn gì? Là ở đó không có Phật Pháp, cho nên họ không có duyên để mà tu chứng quả Bồ Đề, tức là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và sau khi hết cái phước trời đó, họ vẫn rớt xuống trần gian và theo nghiệp để thọ báo. Vẫn cái nghiệp vẫn còn, không mất, ở cõi trời đó cũng không mất. Cho nên kinh nói là giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời tự tác quần tự thọ. Tức là sở sử trải qua 100.000 kiếp chỗ tạo nghiệp không mất. Một khi mà nó đầy đủ nhân duyên và hội ngộ thì có làm thì tất phải có chịu, có nhân thì tất phải có quả. Và điều này không xa chạy. Cho nên sanh ở cõi trời một vô sắc giới mà sống một đại kiếp tuổi thọ, sau khi hết một đại kiếp đó rớt trở xuống vẫn còn đọa địa ngục như thường. Đức Phật đã từng nói là cái người thầy của ông lúc mà ngồi thiền định á, ở dưới một cái khu rừng đó, và khi mà ông ngồi tham thiền thì có những cái con chim
Nó ở trên cây nó mới bay xuống, nó mới kêu, nó ăn trái cây rồi nó mới cắn với nhau, rồi nó kêu la chí ché, làm mất sự thanh tịnh trong lúc mà ổng đang ngồi tu thiền. Thì ổng chịu đựng hết nổi rồi ổng mới là tức giận. Ổng mới nói như thế này: ta nguyện sau này làm con phi ly sẽ ăn thịt hết tất cả các ngươi, để cho các ngươi không còn phá phái ta nữa. Con phi ly có nghĩa là con chồn biết bay à, con chồn biết bay nó ăn thịt cái loài chim đó. Thì cái lời nguyện này trong lúc tâm nóng giận đã nói lên, để ta trở thành cái nghiệp sống. Mà quý vị biết là những người mà họ tu thiền định á, khi cái định lực họ có rồi, họ nói cái gì là có cái đấy. Họ nói xấu là xấu, họ nói tốt là tốt. Rất là khó như vậy đó. Tất nhiên là cái lời nói nó có một cái sức mạnh để nó tạo thành tốt xấu. Những người tu thiền định á, định lực của họ sâu chừng nào á, là họ khởi cái niệm xấu á, là cái niệm nó trở thành hột giống xấu, là sau này mắc quả báo liền. Họ khởi cái niệm tốt á, nha, thì tất nhiên là cái gì nó cũng y như ấy, như cái lời nói đó, như cái tâm ý của người đó. Cho nên là cái lời nói đó, đó của ông Quốc là Lâm Phất đó đã tạo thành một cái nghiệp xấu. Thành ra Đức Phật nói sau khi hết một đại kiếp tuổi thọ, ông sẽ trở lại làm con chồn biết bay đó, tức là đọa làm súc sanh do một cái lời nói ác. Mà lời nói ác đó là cái hột giống xấu, nó đã là quân vào trong cái a lại gia thức của ổng. Và khi ổng sanh lên cõi trời á, thì cái hột giống xấu này nó cũng không mất, nhưng nó không có cái điều kiện để nó trổ quả. Thì nó ở đó, ở cõi trời đâu có súc sanh, nó không có trổ quả được. Cho nên khi nào mà ổng hết cái phước trời mà ổng rớt xuống trần gian á, thì trở thành cái nghiệp đó nó sẽ trổ quả và sẽ trở thành con chồn biết bay đó. Đó, thì như vậy thì chúng ta biết là ở trong cái thân trung ấm của chúng ta đó, trở lại cái vấn đề là sau khi chúng ta bỏ cái thân này thì cái thân trung ấm này á, nó cần phải có cái phước, cái thiện nghiệp. À, nếu mà không có cái đó là đường đi trước mắt của chúng ta, tức là ba ác đạo hiện ra. Tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh hiện ra. Chúng ta sẽ theo cái nghiệp nào nặng nhất thì chúng ta sẽ đi vào cảnh giới đó. Ví dụ như cái nghiệp tham nặng, đi vào ngạ quỷ. Cái nghiệp sân nặng thì đi vào súc sanh. Và cái nghiệp si nặng thì đi vào địa ngục. Ba cái nghiệp đó ở trong tâm của chúng ta, mà cái nào nặng nhất thì nó sẽ nghiêng về bên đó và sẽ đi vào cảnh giới đó của ba ác đạo. Còn nếu như chúng ta không có cái tham, cũng không có cái sân, tức là nó nhẹ, mà cái thiện nghiệp ngũ giới và tam quy và thập thiện của chúng ta nhiều, thì cái con đường trước mắt của chúng ta, thí dụ như bây giờ chúng ta không nhanh như một lực sĩ co giữ cánh tay để sanh lên cõi trời, không có cái hoa báo thiện thiên giới trong lúc chúng ta lâm chung à, thì khi chúng ta tắt thở thì cái phần này nó còn ở trong cái thời gian do dự. Thời gian do dự này á, có nghĩa là để coi cái nào nặng, cái nào nhẹ thì sẽ đi về cảnh giới đó, tức là nó nằm ở cái mức trung bình. Có ác nghiệp nhưng mà ác nghiệp cũng không có nặng lắm, rồi có thiện nghiệp nhưng mà thiện nghiệp không nhiều lắm. Thì quý vị biết là tại sao mà có như vậy? Tại vì đồng thời tu ngũ giới thập thiện, nhưng mà không phải ai cũng như ai đâu. Có người giữ ngũ giới là không hại ai hết, nhưng mà ai khổ mặc kệ ai, kệ đó. Nó đói kệ đó, nó chết kệ đó. Mình đừng nói tới chuyện của người ta chi cho mất công bận rộn, mất công phiền phức. Cái tâm niệm đó là cái tâm niệm gọi là tâm niệm tiểu thừa. Chỉ biết bản thân mình mà không nghĩ đến kẻ khác. Ai khổ kệ á, không quan tâm, không biết đến. Thì cũng có người tu ngũ giới vậy, thì cái điều này nghiệp thiện của họ không có nhiều, không có nhiều. Cho nên cái nghiệp mà ích kỷ của họ thì nó cũng tương đương với cái sự mà trì giới của họ.
Chính vì vậy mà nó phải để chờ coi cái nào nặng cái nào nhẹ rồi sẽ đi theo con đường đó mà tái sanh. Còn có nhiều người cũng giữ tam quy ngũ giới nhưng mà thấy ta khổ thì nhảy ra, phóng ra để mà giúp đỡ. Lâm nguy bất cứu mà anh hùng mà. Thấy người ta khổ, thấy người ta nguy mà không cứu, mình không phải anh hùng, mình không phải là đệ tử Phật. Tâm này là tâm Bồ Tát, tâm Đại Thừa. Cho nên những người này cái thiện nghiệp của họ nhiều hơn. Mặc dù họ có ác nghiệp, nhưng mà ác nghiệp này bị cái thiện nghiệp này nó lấn lướt, cái phước báo này nó nhiều hơn. Như quý vị thấy ở ngoài cổng mà có hai cái câu ở ngoài cổng, hai câu đối ở chỗ cái cổng Phật A Di Đà đó. Lại Phật một lại là phước báo vô lượng, niệm Phật một câu là công đức hà sa. Thì hai câu này đúng nói gì? Tức là cái tâm mà chúng ta hướng về Phật để giác ngộ thì cái tâm này á, cái phước báo nó có thể lấn lướt được những cái ác nghiệp nhỏ nhỏ mà chúng ta đã làm. Tâm này cái phước lại lớn hơn đó. Cái phước mà làm Bồ Tát, làm với tâm Đại Thừa đó thì nó cũng lớn như vậy. Cho nên chính vì vậy mà những người đó có thể nói là họ lâm chung là họ sanh về cõi trời. Có thể ở trong cái lúc mà họ lâm chung đó, họ chưa thấy hoa báo là tướng lành thiên giới, họ chưa thấy, nhưng mà họ tắt thở thì họ cũng được sanh về cõi trời. Bởi vì sao? Vì bình thường họ đã làm nhiều thiện nghiệp. Nhờ đến đó thì căn lợi nặng nhẹ thì biết. Cho nên á, ở trong kinh có cái câu chuyện như thế này. Có một ông cư sĩ nọ, ông mới đến ông gặp Phật. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, có những người lúc sanh tiền thọ tam quy, trì ngũ giới và tu thập thiện nghiệp, nhưng mà trong giờ phút lâm chung thì tinh thần họ bị tán loạn. Vì sao? Vì những cảnh ở xung quanh của họ là phức tạp. Họ nghe tiếng người ta cãi lộn, nghe tiếng người ta đánh lộn, rồi họ nghe cãi nhau, rồi họ nghe là tiếng xô bồ xô bộn của nhiều người ở trong một khu chợ. Thành ra là đủ thứ cái sự mà phức tạp hỗn độn như vậy. Rồi người đó không giữ được chánh niệm, tâm tán loạn trong giờ phút lâm chung, vị người này sanh về đâu? Phật nói người này lúc sanh tiền họ có thọ trì tam quy và ngũ giới, họ có tu thập thiện nghiệp, nhưng mà ở trong giờ phút lâm chung họ bị tán loạn. Sau khi mạng chung họ sanh về cõi trời. Đức Phật xác định như vậy. Tại sao vậy? Thường thường thì mình sợ lâm chung bị tán loạn, bị phân tâm, mất chánh niệm. Mình sợ cái đó mình đọa địa ngục. Nhưng mà Đức Phật vẫn khẳng định người này là sanh về cõi trời. Bởi vì sao? Vì những cái nghiệp lúc sanh tiền họ đã tạo ra, những thiện nghiệp đó đủ để họ sanh về cõi trời. Dầu cho họ có tán loạn tâm như giờ phút lâm chung, nhưng mà rồi cũng bắt đầu định lực họ trở lại như cũ và họ cũng sanh về cõi trời. Tại bởi vì quý vị biết là cái người mà họ tạo nhiều thiện nghiệp, họ có một cái định lực nhất định nào đó. Khi mà họ bị phiền não này kia thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn hay là một đêm qua là bắt đầu họ trở lại, họ giữ được cái bản chất của họ là cái sự thanh tịnh đó, họ giữ được, họ trở lại được. Cái công đức đó và cái định lực đó là giúp cho họ an tâm lại được. Mặc dù là có thể đối cảnh họ phiền não, họ phiền não rồi họ bắt đầu họ trở về với chính mình được, cho nên họ sanh về cõi trời. Thì cái điều này là Đức Phật khẳng định ở trong kinh rõ ràng như vậy. Cho nên quý vị phải biết là lúc sanh tiền tạo nhiều thiện nghiệp thì quý vị đừng có lo. Nếu mà chúng ta không về cực lạc thì về cõi trời. Về cực lạc thì nó có cái yếu tố là quan trọng là phải có tính và nguyện. Nhưng mà lúc mình tán lộ mình không có nguyện về cực lạc được, và lúc đó là mình quên đi Đức Phật A Di Đà rồi, thì sanh về cõi trời, phải không? Mà nếu mà lúc mà lâm chung mà chúng ta vẫn giữ được tính nguyện, vẫn tha thiết để vãng sanh, tha thiết cầu vãng sanh, vẫn có một niềm tin tuyệt đối với Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta có tạo bao nhiêu cái phước báo nhiều dầu ít thì cũng được vãng sanh về cực lạc theo cái đại nguyện 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đã nói.
Còn nếu như chúng ta không nhớ Phật A Di Đà, không nhớ để cầu nguyện vãng sanh cực lạc, không tha thiết đó thì sanh về cõi trời. Tất cả những công đức là sanh về cõi trời. Đó. Rồi nếu như trong giờ phút đó chúng ta quên, chúng ta không bị tán loạn mà có người hộ niệm trợ duyên cho mình, nhắc nhở mình, thì sau khi chúng ta lâm chung chúng ta liền nhớ lại. Bởi lâm chung ở đây có nghĩa là bỏ cái thân này, nhưng mà tâm thức chúng ta vẫn liên tục, không có chết, không có ngừng, không có gián đoạn gì cả. Chỉ có thân này gián đoạn thôi. Cái nguồn hoạt động của thân này nó bị gián đoạn, tức là nó đã hoại đi, nhưng mà tâm thức chúng ta không có hoại. Tất cả những cái dòng tâm thức nó vẫn trôi chảy, nó vẫn hoạt động bình thường. Nếu như nó chấp vào cái thân này thì nó đau khổ, nó chấp vào cái sự mà tử biệt sanh ly nó sẽ đau khổ, thì nó không có chánh niệm nữa. Mà nếu nó buông được cái thân này thì nó sẽ không đau khổ, và lúc đó nó bình thường, nó đang niệm Phật, nó ăn, nó tụng kinh, nó trì chú gì đó, thì nó vẫn tiếp tục được những thứ đó bình thường, nó không có mất tất cả những cái thứ đó. Nó cho nên là giờ phút đó là chúng ta được trở niệm nữa thì chúng ta cũng vẫn nhãn sanh về cực lạc, cũng vẫn trở về được cái chánh niệm ở trong lòng của mình. Mà chỉ có mình chịu buông ra được á, thì tức là quay trở lại với cái thường nghiệp là tu hành của mình. Còn nếu chúng ta không buông ra được thì chúng ta mới bị mất, mới bị mất chánh niệm, mới bị là mất cái con đường vãng sanh của chúng ta. Mà nói người đó mất chánh niệm mà đọa vô ác đạo thì cái điều này rất là khó, không có khi nào mà vô ác đạo nổi. Bởi vì họ tu quá nhiều, thiện nghiệp họ quá nhiều, phước đức họ quá nhiều, mà nó rơi vô ác đạo thì điều này không bao giờ có. Mặc dù họ tán loạn, họ không có được chánh niệm trong giờ phút đó, nhưng mà sau đó thì chánh niệm vẫn trở về như cũ. Hiểu gì hay kinh nghiệm cái tâm của quý vị đi, quý vị tu thì quý vị sẽ thấy. Có khi mình gặp cái chuyện gì đó mình cũng buồn lên chút, rồi mình nhớ lại thôi bỏ đi, giờ lo tu, lo niệm Phật, thì tức là trở lại với cái bình thường của chúng ta rồi. Hay là mình nổi sân lên chút mình nhớ lại sân này bậy quá thôi bỏ đi, tức là mình trở về với cái tốt của mình rồi. Đó, thì cái người trong giờ phút lâm chung thì họ cũng có khi họ bị dấp phải chỗ này, thế khi họ dấp rồi họ quay trở lại liền. Đó, không phải mình nói một dấp một cái chút đó rồi mình rơi vào địa ngục đâu, chưa có hẳn rơi vào địa ngục, bởi vì phước lành chúng ta còn rất nhiều. Chỉ trừ cái người có cái trọng nghiệp ác, không có phước báo gì bao nhiêu, thì phước báo đó không đủ để cho chúng ta có thể sanh lên mà phải rơi trở xuống. Nếu giờ phút lâm chung chúng ta bị mất chánh niệm, nổi sân này kia vân vân, thì có thể là rơi xuống ác đạo. Trong một thời gian nào đó mà chúng ta mới hết cái nghiệp đó rồi mới sanh theo cái nghiệp lành của mình. Thì thưa với quý vị là với cái quá trình mà của cái thân trung ấm mà không có ác nghiệp nhiều, cũng không có thiện nghiệp nhiều, thì nó đã ở đây, nó đang phải chờ có phải đi về đâu, tức là để phân định coi nó đi về chỗ nào nặng nó đi về chỗ đó. Thì trong cái thời gian này đó thì họ phải cần nhờ cái sự trợ duyên của quyến thuộc, mà quyến thuộc của họ là thương cái người thân của mình đã chết, họ tạo nhiều công đức để hồi hướng thì họ cũng được siêu thoát, tức là sanh về cõi lành. Và nếu như quyến thuộc của họ là thương nhưng mà không có giác ngộ, tức là thương mà mù quáng để tạo nhiều cái tội lỗi để hồi hướng cho người chết, thì người chết sẽ đọa vào cảnh giới khổ của ba ác đạo. Và tại sao thì Đức Phật Ngài lại cho chúng ta cái thời hạn là 7 ngày, rồi 7 lần 7 ngày tức là 49 ngày. Cái thời hạn này là sao? Cái thời hạn mà 7 ngày mà chúng ta cúng tùng thất một lần, ở đây ý muốn nói là 7 ngày là cái thời gian mà thân trung ấm có cơ hội đi tái sanh, có cơ hội tái sanh. Mà tại sao nói 7 ngày mà không nói 3 ngày? Tức là theo cái quy trình về sinh hoạt của con người á, thì ngày xưa đó thì người ta 7 ngày thì người ta mới có là dâm dục một lần.
Đó, thì như vậy là người ta mới sống mới lâu dài được. Mà nếu mà thường xuyên thì người ta sẽ giảm đi tuổi thọ. Bởi vì tổ Minh Lăng Quang nói á, con người chúng ta đó ăn uống đó, ăn uống này kia là trong cái cuộc sống là 7 ngày mới có được một giọt tinh. Thì 7 ngày là có một lần hành dâm. Thì một lần hành dâm là một lần thân trung ấm có cơ hội nhập thai. Nếu không có cái đó nó không nhập thai. Do đó mà Đức Phật này mới quy định 7 ngày. Và trong cái quá trình là 7 lần có nghĩa là cơ hội có thể được 7 lần. Ví dụ như lần thứ nhất không được thì đợi tới lần thứ hai. Lần thứ hai không được thì đợi lần thứ ba, lần được lần thứ tư, đợi cho tới 7 lần. Ở Đức Phật hay dùng con số 7. Ở trong cái giáo lý của Đức Phật giảng thì thường hay dùng con số 7 chứ không nói con số 3. Người đời ta nó dứt quá tam, tức là 3 lần là người ta không thể chấp nhận được rồi, không thể chờ đợi được rồi, không có kiên nhẫn được rồi. Nhưng mà Đức Phật thì nhất quá thấp, tức là 1 cho đến 7 trong 7 lần, tức là 7 lần cơ hội của thân trung ấm để nhập thai. Khi nó thấy cha mẹ của nó là người đó là có nhân duyên làm cha mẹ của nó, có nhân duyên quyến thuộc với nó là nó nhập thai được, nó thích, nó lại gần gũi được. Còn không có nhân duyên làm quyến thuộc của nó thì nó không có đến gần gũi. Đó mà quý vị biết là thân trung ấm ta còn gọi là thần thức như nãy nói đó, là nó có con mắt, nó có thể thấy được tất cả, thấy được tất cả. Thì nó sẽ thấy được nơi nào là đang hành lạc, nó sẽ đến đó. Và nơi đó là có nhân duyên quyến thuộc của nó, anh em, chị em, bà con, cha mẹ, con cháu vân vân, đều là quyến thuộc của nó. Cho nên chúng ta thấy là có nhiều người làm ông nội rồi thay xuống làm con của cháu mình, là vì nó quyến thuộc của nó. Nhưng mà nó thương, dù ông nội chết nhưng mà thương, thương cháu lúc còn sống còn sanh tiền á, thì thương đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại nào đó là thương lắm, chăm lo cho nó thì coi chừng nhập thai làm con của nó. Có khi trở lại làm con của con mình, hoặc là khi trở lại làm con của cháu mình. Đó là sự nhập thai là theo cái duyên quyến thuộc. Thì khi nó nhìn thấy là nam nữ hành lạc, lúc đó thì lòng tham ái ở trong cái tâm thân trung ấm nó khởi lên. Thì nó mới đến chỗ đó. Thì cái điều kiện nhập thai của nó là nó khởi một niệm ái dục. Khi khởi niệm ái dục thì nó thấy nó là người thứ hai ở trong cuộc. Nếu nó là nam thì nó sẽ thương mẹ ghét cha. Nếu nó là mẹ thì nó là nữ thì nó sẽ thương cha ghét mẹ. Trên Đức Phật Ngài mới nói là chúng sanh do vô minh tham ái khởi niệm điên đảo mà có thân. Là Đức Phật nói rất là gọn, có nhiêu đó thôi. Thì chúng ta phải biết là cái nguyên nhân nó như vậy đó. Có nghĩa là thân trung ấm là nam á, thì nó khởi cái niệm là thương mẹ, ghét cha. Nó xem mẹ nó cũng giống như là vợ của nó, để nó hành lạc. Nếu thân trung ấm nó là nam á, thì nó, nếu thân ấm là nữ á, thì nó thương cha, nó ghét mẹ, nó coi cha cũng giống như là chồng của nó. Và mẹ của nó thì nó ghét, tức là nó loại bỏ cái người đó ra, nó cho người đó là người thứ ba, nó mới là người trong cuộc. Nó có một cái niệm điên đảo như vậy đó. Đức Phật nói là niệm này là gọi là niệm điên đảo, tức là điên đảo là tầm bậy đó, là lộn ngược đó. Mẹ mà tưởng là vợ, cha mà tưởng là chồng, cái tư tưởng của nó nghĩ tưởng như vậy rồi nó mới nhập thai. Và khi nó nhập thai thì nó ở trong bào thai, nó có bắt đầu thọ thân. Thân này gọi là thân hậu ấm, tức là thân sau của cái thân tiền ấm. Thì ấm là thân đã chết rồi, còn cái khoảng giữa này là chưa có nhập thai thì gọi là thân trung ấm. Và đến khi mà nhập thai ở trong bào thai rồi thì thành cái thân, thân ban đầu của nó là tháng đầu thai đậu tợ xương đó. Còn người mẹ thì sao? Mai diều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đều đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, 8 tháng đủ lỗ chân lông, cộng ra đến số 84.000, tháng thứ 9 hoàn toàn đầy đủ, 10 tháng thì
đầy đủ dốc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn đó, tức là ở trong cái quá trình ở trong thai bào á, thì nó từng tháng nó hình thành từ chút như vậy, để rồi nó trở thành một cái thân thể hoàn toàn đầy đủ, là cả lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ ở trong đó. Nhưng mà nó phải nhờ vào cái hơi ấm của người mẹ để giữ gìn cho nó không bị tan hoại, và sự ăn uống của nó để phát triển lên, để đầy đủ được cái thân có lục căn đó, thì nó nhờ sự ăn uống của người mẹ và nó tiếp sức cho nó, thì nó mới thành một con người. Thì cái quá trình đó nó trải qua tất cả là 10 tháng thì nó mới chào đời. Và khi ở trong đó như vậy là 10 tháng đó, ở trong thai bào, thì nó quên hết tất cả những chuyện về kiếp trước của nó. Tại vì sao? Vì ở trong đó là không có thanh tịnh. Ở trong thai bào là một cái chỗ Đức Phật Ngài nói là giống như ở trong địa ngục. Và ở trong đó nó nhơ nhớp cho đến nỗi là một nghiệp thức ở trong đó không nhớ được kiếp trước của mình nữa. Do cái sự bất tịnh đó mà nó không nhớ được kiếp trước của nó nữa. Rồi nó sẽ chào đời, nó quên hết. Và cái sự bất tịnh đó đó, nó nhiễm vào trong cái thân của đứa bé đó, của cái thân hậu ấm đó, của đứa bé chào đời đó, thì nó phải trải qua một thời gian dài nó mới sạch sẽ được. Cho nên quý vị thấy mà một đứa bé mà nó chào đời á, nó đâu có làm gì dơ đâu, nhưng mà nó chỉ nằm nó ngủ từ sáng tới chiều là nó thúi quá. Tức là những cái chất dơ trong người nó tiết ra, chúng ta phải tắm rửa một ngày 2-3 lần nó mới sạch được, chứ không thôi là nó rất là dơ. Từ sáng nó ngủ, tối nó ngủ mà tới sáng ra là nó rất là dơ. Nếu không tắm rửa thì không thể chịu nổi. Rồi từ sáng cho tới trưa mà không tắm nó cũng dơ nữa. Nhưng mà cái vết dơ này không phải ở ngoài đưa vô mà trong người của nó tiết ra. Vì sao? Vì nó đã thấm những cái chất bất tịnh ở trong người mẹ. Cho nên nó cứ tiết ra ngoài cho đến khi mà có khi cả 10 năm, mười mấy năm nó mới sạch. Nó mới sạch. Rồi tiếp tục là thân của nó cũng dơ, và thân của nó cũng tiết ra những chất bất tịnh. Như con người chúng ta bây giờ đây, là con người chúng ta là nếu không tắm rửa thì nó tiết chất bất tịnh ra là chúng ta cũng không sạch. Thì cái kiếp sống của một chúng sanh sau khi chết rồi, nếu như được làm người thì nó phải nhập thai bằng cách đó. Và cái thời gian nhập thai là 7 lần một có một cơ hội. Nhưng mà tuy nhiên, nói là 7 lần là nói theo cái quá trình sinh hoạt của một con người bình thường, nhưng mà ở trong cái quá trình đó là nó không hẳn là 7 ngày mới một lần, mà là ngày nào cũng có thể nhập thai. Ngày nào cũng có thể nhập thai. Và cái thân trung ấm đó tùy theo cái căn tánh của nó, có nhiều khi là nó gấp rút muốn có một thân sau, cho nên nó nhập thai sớm. Có thể nó chết lại nhập thai liền. Bữa nay chết ngày mai đi nhập thai. Mà nếu như nó gấp rút như vậy mà cái phước báo của nó không đủ để làm người, thì nó bắt buộc nó phải sanh vào loài súc sanh. Tức là nhập trong thai bào của các loài vật, heo, chó, mèo, gà, trâu bò đó, nhân dân. Nó nhập thai vào trong đó. Nó cái phước báo của nó đủ để làm người thì nó mới nhập thai làm người được. Nếu cái phước báo của nó có, nó biết cúng dường, nó biết ăn chay, nó biết là làm phước nhân dân, nhưng mà cái lòng của nó còn ganh tị và sân hận, thì phước báo đó nó sẽ nhập thai vào loài Atula. Nếu mà thượng phẩm thì nó làm Atula Dương, mà trung phẩm thì nó làm Atula Nam, tức là Dạ So, mà hạ phẩm thì làm Atula Nữ, tức là La Sát. Thì quý vị biết Atula đó, nữ đó, nó rất là đẹp, nhưng mà nó hung dữ dữ lắm. Tánh tình nó hung dữ dữ lắm. Và những người nào ở trên trần gian này mà đẹp mà hung dữ đó là Atula đầu thai trở lại làm người. Cho nên cái tánh hung dữ nó vẫn còn, cái tánh là tật đố ganh tị nó vẫn còn. Cũng như trong Lương Hoàng Sám nói, có những cái người mà sanh ra mà cặp mắt của họ là không có tròng trắng, mà là tròng trắng là màu đỏ, thì những người đó là cọp đầu thai trở lại, cọp được làm người.
Mà những người đó đó, nếu mà căn cứ cho con mắt không chưa đủ mà phải coi cái cuộc sống của họ là họ không có thích gần gũi vợ con, họ sống rất là cô đơn. Mà nếu có vợ con thì vợ con họ cũng không có quan tâm, khi nào cần thiết thôi thì họ gặp vợ con, còn ngoài ra là họ không có quan tâm đến vợ con và cũng không có cái trách nhiệm gì để mà đối với vợ con. Nó đó là cột đầu thai lại. Cho nên là chúng ta thấy là có rất nhiều hạng chúng sinh ở trong sáu đường luân hồi và trở lại làm người, được tiến hóa lên hoặc là ở trên rớt xuống. Nếu người nào chỉ có trời rớt xuống thì chúng ta thấy thôi, người đó là còn tốt, vừa đẹp vừa giàu mà vừa hiền lành, lại biết Phật pháp. Còn những người Atula mà đào thai đi qua làm người đó, vừa đẹp có thể là giàu tại vì phước của họ cúng dường nhiều, nhưng mà hung dữ không biết Phật pháp. Mình thấy đẹp vậy đó, nhưng mà tới chừng tình cờ mình gặp thằng ngồi ăn thịt chó, trời ơi thấy cái là sợ luôn, uống rượu ực ực vậy đó, uống ly cối không à. Thì những người như vậy là Atula đầu thai trở lại, có khi á họ cũng biết đi cúng dường, tại vì đời trước họ cũng đã từng cúng dường, đã từng bố thí, họ mới được giàu, họ mới được đẹp. Nhưng mà do cái bản chất ganh tị và tật đố đó đó, hay nghĩ xấu về người khác đó, thì họ mới nhập vào cái loài Atula đó. Thì khi họ trở lại họ được làm người giàu có đẹp, nhưng mà tánh ác vẫn còn, nhưng mà vẫn biết cúng dường, vẫn biết đi chùa, vẫn biết làm phước, nhưng mà cái tánh ác đó vẫn làm cho họ đau khổ trong cái kiếp làm người của họ. Nó có nhiều cái là chúng ta nhìn thấy, dựa vào kinh điển chúng ta có thể phân tích được từng người một, họ là căn tánh họ ở đâu và họ tu như thế nào. Thì những người đó là họ muốn xuất gia là vô phương, xuất gia không có nổi, bởi vì cái nghiệp đó nó rất là nặng. Có thể tu tại gia thì được, chút đỉnh được, cao hơn chút là có thể là tụng kinh niệm Phật đồ được, nhưng mà những cái đó là khó bỏ lắm, bởi cái đó có thể nói là nghiệp, mà nghiệp này có thể là khó tiêu trừ trong một kiếp nếu như mà không tinh tấn giải đãi. Có khi á họ cũng biết đi cúng dường, tại vì đời trước họ cũng đã từng cúng dường, đã từng bố thí, họ mới được giàu, họ mới được đẹp. Nhưng mà do cái bản chất ganh tị và tật đố đó đó, hay nghĩ xấu về người khác đó, thì họ mới nhập vào cái loài Atula đó. Thì khi họ trở lại họ được làm người giàu có đẹp, nhưng mà tánh ác vẫn còn, nhưng mà vẫn biết cúng dường, vẫn biết đi chùa, vẫn biết làm phước, nhưng mà cái tánh ác đó vẫn làm cho họ đau khổ trong cái kiếp làm người của họ. Nó có nhiều cái là chúng ta nhìn thấy, dựa vào kinh điển chúng ta có thể phân tích được từng người một, họ là căn tánh họ ở đâu và họ tu như thế nào. Thì những người đó là họ muốn xuất gia là vô phương, xuất gia không có nổi, bởi vì cái nghiệp đó nó rất là nặng. Có thể tu tại gia thì được, chút đỉnh được, cao hơn chút là có thể là tụng kinh niệm Phật đồ được, nhưng mà những cái đó là khó bỏ lắm, bởi cái đó có thể nói là nghiệp, mà nghiệp này có thể là khó tiêu trừ trong một kiếp nếu như mà không tinh tấn giải đãi cái nghiệp đó, nó vẫn chế ngự cái bản chất của người đó. Thì cái thân trung ấm á, mà nếu như ở trong cái thời gian mà 7 ngày đó, thì quý vị phải biết là có thể là họ có rất nhiều cơ hội để họ sanh thân nếu như họ muốn. Và nếu như họ lựa chọn á, thì họ sẽ được cảnh giới tốt hơn. Còn nếu như họ gấp rút quá thì họ sẽ rơi vào cảnh giới xấu hơn. Có thể giá nào để có thân thì họ không còn lựa chọn. Cũng giống như bây giờ mình thấy là những người họ có gia đình, có nhiều người họ lựa chọn, cái người phải tâm đầu ý hợp họ mới ưng. Nhưng mà có người họ nói không cần tâm đầu ý hiệp, miễn sao có chồng thôi, miễn sao có vợ thôi thì cứ ưng đại, cùi đuôi cũng được. Thành ra họ cũng phải dính mắc vào cái đó mà họ khổ suốt cuộc đời. Thì cũng vậy, nếu như mà cái thân trung ấm là giá nào để có thân thì nó có thể là nó sanh bất cứ một nơi nào, mà có khi là sanh vào loài súc vật.
cũng như là bát giới á, tức là thiên bồng nguyên sói ở trên cõi trời phạm vào cái tội là chiêu chọc hằng nga, thì cái tội này tức là khởi cái tà ý, ý dâm tà, cho nên bị Ngọc Hoàng phạt xuống dưới trần gian làm người. Làm người thôi chứ không có làm thú đâu. Nhưng mà khi xuống trần gian thì cái ý này đó, cái tâm xấu này đó, nó còn nặng quá, cho nên thấy con heo, thấy con heo là nó là âu yếm với nhau, bát giới nhập thai vào chỗ đó, sanh ra thành ra cái mặt heo, thân người mặt heo. Tức như là vì cái tâm mình nặng quá về ái dục, cho nên giá nào cũng phải không còn lựa chọn, giá nào cũng phải nhập thai. Cho nên là có khi nhập lầm vào loài súc sanh, mặc dù cái phước của mình nhiều nhưng mà cái tâm này nó làm giảm đi cái phước báo của mình, nó không có cái chỗ để lựa chọn đó. Thành ra chúng ta thấy là cái này nó rất là nguy hiểm. Rồi á, cái thời gian mà của cái người mà tại sao mà chúng ta thấy chết quá lâu rồi mà không đầu thai mà làm ma làm quỷ còn dương vấn hoài vậy, thì thưa quý vị, đầu thai rồi trong thời gian 49 ngày, tức là Đức Phật ngài cho cái giá cái ngày hết hạn cuối cùng là 49 ngày, mà ít có người nào đợi tới ngày 49 lắm, có thể là họ sanh thân trước rồi. À, thì cái thời gian mà Đức Phật quy định là nói 49 ngày như vậy, chứ thật sự ra là không phải đợi tới ngày 49 đâu. Cho nên ai mà có người thân mà qua đời mà đợi 49 ngày mới cúng là người đó rất là lầm. Bởi vì người thân của mình đi đầu thai mất tiêu rồi, mà mình đợi tới ngày đó mình mới cúng, mình tới ngày đó mình mới tạo phước là mình sai lầm rất là lớn. Phải gấp rút làm lành, phải gấp rút tạo công đức để hồi hướng cho người thân của mình, chứ đừng có đợi tới thời gian đó là quá trễ. Cũng giống như là cái thời gian mà cái người ở trong nhà chúng ta ra đi, từ nhà ra đi nhưng mà chợt nhớ lại là không có hành trang, không có tư lương, tức là không có tiền, không có quần áo, không có đồ dùng cá nhân, có gì hay mang theo hết, chỉ có xách hai bàn tay không đi, thì chúng ta thấy cái người đó họ cần cái gì, lúc nào họ cũng cần người thân để mà gửi cho họ hành trang, gửi cho họ tư lương, chuyển tiền cho họ hoặc là gửi hành lý cho họ để họ đi ăn được. Mà mình không gửi, mình đợi tới 49 ngày nữa hả gửi, thì quý vị nghĩ sao? Thì cái người này kể như họ khốn khổ vô cùng, và họ sẽ đi vào cái cảnh giới đau khổ. Vì không có tiền thì bây giờ đâu có lên xe được nữa, mà đi thì đi bộ thì có ghi lạc đường vô rừng vô rú, đâu có được mà an lạc đâu. Đó, cho nên chúng ta là người còn lại, là người quyến thuộc còn lại, chúng ta phải nhìn thấy cái này để mà chúng ta tranh thủ cái thời gian càng sớm càng tốt để lo cho người thân của mình, cho cái người quá giảng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thay chúng ta chuyển hành trang tư lương cho cái người thân của mình để ăn đường, mà chúng ta lại chuyển đá cho cái người đó giác, thì như vậy là chúng ta hại cái người đó thêm. Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng là chúng ta gửi cho người đó một ít đá để mình mang giác nặng thêm nữa mà không có sử dụng được. Tất nhiên là người quyến thuộc ở còn hiện tại đã tạo nhiều nghiệp ác để gửi cho người thân của mình, sát sanh hại vật, cúng tế tổ chức đám ma một cách linh đình bằng cách là giết nhiều loài súc sanh, giết nhiều gà vịt heo bò trâu dân di để mà làm cái đám tang, chứ không có gửi cái hành lý gì cho cái người thân của mình á, không có biết nghĩ là người thân của mình đang cần thiết những thứ đó, mà chúng ta lại gửi rất nhiều những cái linh tinh, những cái vật nặng để cho cái người thân của chúng ta mang giác mà không biết, không sử dụng được cái gì trong đó, thì vậy là cái người đó phải khốn khổ nặng nề thêm. Cái người đó ra đi không có phước, tức là có nghiệp ác. Mà nghiệp ác tức là những đồ vật nặng rồi, rồi bây giờ gửi thêm những đồ vật nặng nữa thì người đó sao chịu nổi. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái người quyến thuộc của chúng ta phải cần chú ý cái này, không đợi đến 7 ngày mới cúng một lần rồi chúng ta mới làm tuần, mới đi làm công đức. Không đợi tới 49 ngày, 21 ngày gì cả, mà có thể là 1 ngày, 2 ngày liền trong giờ phút lâm chung đó là chúng ta tạo công đức.
cho người chết mới kịp thời giúp cho người đó có thể chuyển hóa được cái tâm thức của người đó, để cho người đó được siêu thoát. Chuyển đổi tình hóa được cái tâm thức của người đó. Còn bây giờ nói cái vấn đề là tại sao chết lâu ngày rồi mà không chịu đi đầu thai. Thưa quý vị, đầu thai vô cảnh giới ma quỷ rồi, chứ không phải là không có, đã đầu thai vô đó rồi. Có một số trường hợp là người đó vẫn còn là phưởng phất, không ở cảnh nào, cũng giống như là mình nói là thân trung ấm vẫn còn dương chánh như vậy. Là bởi vì sao? Vì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người đó bị chết quan ở trẻ tuổi, ở cái tuổi trẻ mà chết quan. Thì cái trường hợp này đó, thì cái người đó họ không cam tâm để mà chịu chết, không chấp nhận là mình chết. Do đó cái sự uất ức đó khiến họ không quan tâm đến vấn đề là nhập thai, mà họ sống bằng cái hồn ma như vậy đó để chi? Để mà họ trả thù, hay là để họ là bày tỏ cái uất ức của mình cho người thân của mình biết. Nhưng mà họ không có cách để làm. Có thể báo mộng, hay có thể hiện hình ra là như là một cái bóng ma vậy đó, vân vân. Mình tạm thời nói vậy chứ họ gọi là thần thức đó, tức là thân trung ấm đó, của họ. Có thể là cái tâm uất hận, cái tâm oan ức, cái tâm đau khổ đó kết tinh lại để cho họ có thể mà hiện ra trong lúc mà dắt chiêm bao cho người thân mình thấy, hoặc là thấy được cái bóng dáng trong lúc còn thức chưa ngủ. Có thể họ để bày tỏ cái nỗi lòng của mình để họ giải oan hay gì đó vân vân. Mà khi họ làm được như vậy thì họ mới chịu nhập thai, tức là họ mãn nguyện nhập thai. Thành ra cái quá trình này là cái quá trình là cái người đó cứ dương vấn mãi mà không chịu siêu thoát, mà không chịu sanh thân khác. Đó. Cho nên cảnh giới này là cảnh giới của những người làm ma. Mình nói thành là ma đi, tức là cảnh giới của những người là mang cái thân trung ấm đó mà không có một sự quản lý của các cái cõi. Nếu họ không rơi vào địa ngục, họ không rơi vào ngạ quỷ, mà không rơi vào súc sanh, nhưng mà họ cũng gần như là ngạ quỷ. Vì sao? Vì họ đói khát, họ khổ sở đủ thứ chuyện trong đó, trong cái thân trung ấm này. Đó là cái trường hợp thứ nhất, là cái người đó không có thân sao, chưa chịu đầu thai. Cái trường hợp thứ hai là những người họ chán cái cuộc sống ở trần gian, họ cũng có tu hành, nhưng mà họ tu chưa tới, rồi họ già, họ lớn tuổi, rồi họ qua đời. Thì cái tâm niệm chán trần gian này, cái tâm niệm xa lìa ái dục này, rồi cái tâm niệm mà họ là không muốn có một cái thân sao ở cõi đời này, nhưng mà cái phước của họ là không được lên cái cảnh cao, không được về cõi trời, họ cũng không thích về cõi trời. Bởi vì cõi trời, cõi cũng còn đau khổ, cũng còn sanh tử. Cái sự giác ngộ họ ý thức là không muốn về cõi trời, mà cũng không muốn làm người. Rồi bây giờ sao? Cũng không có tu đắc để thành đắc niết bàn được. Thì sao? Thì giờ vẫn dơ. Vẫn dơ đó trong cái quá trình là thân trung ấm, là sống ở trong cái nghiệp thức đó, cũng như là được tiêu diêu đó, nhưng mà chưa có đạt được một cái cõi nào gọi là chân thường, không ở một cái cảnh giới nào nhất định. Thì cái đó cũng có cái trường hợp là họ cũng sống phất phưởng như vậy, trong một cái quá trình nào đó dựa vào núi non, dựa vào chùa am, dựa vào những nơi yên tịnh ở thời gian nào đó, để rồi cho đến khi một ngày nào đó cái nghiệp tham ái họ khởi lên thì họ mới nhập thai. Bởi vì những người đó họ đã khống chế được cái tham ái trong lòng của họ với một cái sức định nhất định nào đó. Nhưng mà tới một ngày nào đó phiền não khởi lên, tức là đủ duyên của họ, họ gặp được cái người này đáng làm cha mẹ, họ gặp được là cái cảnh này là cái cảnh thích nghi để mà họ khởi niệm tham ái, thì bắt đầu họ nhập thai. Họ cũng phải nhập thai thôi, nhưng mà quá trình đó phải kéo dài nhiều năm, nhưng một thời gian dài.
Đó thì quý vị biết là có những trường hợp như vậy, như là hai trường hợp. Trường hợp là chết với cái tuổi trẻ mà bị chết một cách oan uổng, quốc ức ha, thì họ không có chịu đầu thai. Những người đó phải giải oan cho họ, phải cầu siêu cho họ để cho họ giác ngộ, họ xả bỏ được cái tâm quốc ức đó thì họ mới đơn nhập thai được. Hết buồn hết đau khổ rồi thôi đi, khuyên can đó, tức là mình phải tạo những cái phước báo rồi nhờ chư tăng là có những cái bài kinh tụng niệm để mà khuyên can, làm cho họ được nguôi ngoai cái lòng uất ức, nguôi ngoai cái tâm mà giận hờn đó, cái tâm tức tưởi đó, rồi họ mới đi nhập thai. Cũng giống như bây giờ á, giống như giờ mình gầy một đứa con mà gầy quan đó, nó đứng nó khóc hoài, nó không chịu thôi. Rồi bây giờ dọn cơm nó cũng không chịu ăn, kêu nó đi rửa mặt để chuẩn bị mà ngủ nó cũng không chịu nữa, nó ngồi khóc hoài đó. Rồi bây giờ làm sao? Giờ mượn người khác lại khuyên đó, thôi bây giờ con bị đòn vậy là bác cũng biết là con bị má con đánh quan, con không có tội này kia, nhưng mà bây giờ nó con giận cha mẹ thì con cũng có tội, con không có nên vậy, thôi bây giờ con là nên bỏ đi, cái tâm này nó không có đúng, tâm bổn phận làm con vậy là bất hiếu nha. Mình khuyên đó, mình nói giảng chặt cho nó nghe cái phải cái quấy vân vân, nó nghe được cái nó chấp nhận thôi giờ đi rửa mặt rồi đi ăn cơm đi ngủ, nó chịu, thấy không? Đó thì những người mà chết oan ức nó cũng như vậy đó, họ bị chết vì thuốc độc, họ bị chết vì tai nạn xe cộ, họ bị chết vì trong bụng còn mang thai, thay vì tôi chấp nhận tôi chết nhưng mà tôi đẻ con rồi tôi mới chết, nhưng bây giờ là chết mà để đứa con nó phải chịu chết theo nhân dân. Những cái người chết như vậy là rất là linh ở chỗ là không chịu đi nhập thai, tức là không được. Thành ra họ cứ phưởng phất hoài, thì phải dùng pháp lực từ bi, phải dùng pháp sám hối, phải dùng kinh của Phật, phải dùng những công đức lành để mà chuyển hóa tâm thức của họ, thì họ mới được siêu thoát. Cho nên những cái trường hợp này là quý vị thấy là tại sao những người đó chết mà không có siêu thoát là gì. Thì trường hợp thứ hai là trường hợp của những người cũng có tu mà chưa tới, tu cũng không có bao nhiêu, rồi già cả rồi chán cuộc đời này thì cũng ly dục, cũng ly tham. Nhưng mà cũng chưa gốt gáo, có nghĩa là tham nó lắng xuống, dục nó lắng xuống, nhưng mà tới ngày nào đó nó lắng không nổi thì nó khởi lên, thì lúc đó họ mới nhập thai được. Cũng như ở trong cái câu chuyện mà Đức Phật ngày gặp một số ngoại đạo tu trong rừng á, thì có một cái lần nọ Đức Phật ngày gặp một cái đạo sĩ này ngồi ở bên một cái đống lửa, tức là đốt lửa cháy phừng phừng, rồi ngồi gần cái đống lửa đó, và thân hình của ổng là bị lửa nó nóng đó, rồi ổng ngồi gần đó thì nó khô gan khô gầy, nó đen đúa, nó xấu xí lắm. Ổng ngồi gần đống lửa vậy hoài, Đức Phật mới hỏi vậy chứ bây giờ thầy đạo sĩ ngồi tu bên đống lửa như thế này để được lợi ích gì? Ông mới nói là để diệt trừ cái tâm tham dục của ông. Tức là ngồi bên đống lửa rồi thân thể nó bị nóng rồi bắt đầu nó khô gầy, nó không còn ý nghĩ gì để ham muốn gì hết. Thì Đức Phật ngài nói á, cái phương pháp này như vậy đó thì cũng hay đó, nhưng mà có một điều là nếu như đạo sĩ ngồi với nóng lửa như vậy, có khi nào đạo sĩ cảm thấy khó chịu về cái tâm tham dục nó khởi lên không? Ông nói khi nào mà tôi gặp mấy con nai á, con nai đực con nai cái mà nó âu yếm với nhau này kia thì tôi thấy tôi khó chịu, tức là tôi thấy tôi bực bội lắm. Thì Đức Phật nói gì về pháp này không có cứu cánh, tức là dùng cái hình thức này để khống chế vọng tâm mà không ngó ngay cái vọng tâm của mình để mà tu hành, thì hình thức này sẽ không có kết quả. Tức là có thể nói là căn cứ trên cái thân nó bị gầy, nó bị tiều tụy, nó bị mất sức thì nó không khởi vọng tâm ham muốn. Nhưng mà nếu như có những trường hợp gì đó xảy ra thì vọng tâm vẫn có điều kiện để khởi, tức là nó không có trừ sạch, nó không có nhổ sạch cái gốc của những vọng tưởng về tham ái. Đó, cho nên chúng ta thấy là những người tu hành mà họ già, họ yếu, họ chán cái thân này nha. Bởi vì sao? Vì cái thân này của họ là nó đã kéo luôn theo những cái sự ham muốn này kia, nó cũng đều là hạ xuống hết.
nhưng mà nó chỉ là lắng xuống, chứ nó chưa phải là hết đi những cái gốc của nó, tức là cái tham ái nó vẫn còn. Một ngày nào đó nó sẽ có điều kiện, nó sẽ phát khởi. Thành ra Đức Phật Ngài mới nói là tỳ kheo mà ở trong giường rừng nằm ngủ ta cũng yên tâm. Bởi vì sao? Không có tu hành gì trơn, cứ nằm ngủ hoài đi cũng không sao nữa, giữ trong rừng vậy có gì đâu mà phải lo. Còn tỳ kheo ở ngoài thị thành, ở gần chợ búa, ở gần những đô hội mà tu tinh tấn ta cũng không an tâm. Bởi vì tu tinh tấn là để đối phó với ngoại cảnh, chứ trong lòng cũng chưa chắc gì yên được. Cho nên chúng ta thấy là những cái trường hợp như vậy là người ta khó sanh thân sau, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải sanh, cũng phải đi đầu thai. Một khi mà họ được minh sư khai thị những cái phần đó là có thể họ đi nhập xác cho người khác, họ xưng là họ là này là kia, rồi ở núi ở non vân vân, nhập xác lên để đi độ sanh, không chịu đi đầu thai để lấy cái thân độ sanh, mà mượn cái thân khác của người khác độ sanh, mà mượn cái thân á, nam này mượn thân nữ, nữ mượn thân nam, mà thấy là bậy rồi, tức là tâm luyến ái đã khởi. Cho nên mới mượn thân mà mượn bằng cách khéo, tức là mượn cái thân của người khác mà mượn khác giới của mình để chi? Để nó có một cái chỗ là gọi là nó thỏa mãn được cái ý ái dục, nhưng mà nó rất là vi tế ở trong này, rồi đi độ sanh này kia văn. Thì ở đây là những người đó là nó thuộc lạc về đường tà, đã sai lạc về đường tà. Dù trước đây không biết tu chánh hay tu tà sao, nhưng mà thể hiện như vậy là đã lạc vào đường tà, đem lại cái tà kiến cho chúng sanh. Những người này sau khi chết, sau khi cái thân đó nó cũng có cái thời gian nó hết phước, nó hết phước rồi á, nó mới đọa vô địa ngục. Rồi cái người mà được mượn xác đó, thì cái người đó cũng là tạo nhiều tội lỗi, rồi cũng rơi vào luật pháp nước, luật vua, rồi sau cái chết cũng đọa vào địa ngục. Cho nên là chúng ta thấy là cái đường tu hành có nhiều khi rơi vào tà kiến, rơi vào những cái sai lầm rất nhiều, chứ không phải là ít. Do đó cái người mà sau khi mà bỏ cái thân này mà đi được tự tại, thì cũng như các thiền sư ngày nói đó, sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ, tức là coi sanh tử cũng giống như là trời nực và trời lạnh. Trời lạnh thì đắp chăn, trời nực thì cởi áo hạ ra, mặc áo kép, áo đơn để cho nó mát mẻ, vậy thôi. Thì người ta mới là sanh tử tự tại. Mà sanh tử tự tại thì người ta có thể đi lúc nào cũng được, và cảnh giới của người ta đến tức là cảnh niết bàn. Cảnh giới đó là ra ngoài sanh tử, cảnh giới bất sanh bất diệt đó. Thì chỉ trừ trường hợp những người tu hành đạt được như vậy thì người đó không sợ chết. Và những người không tu hành mà không sợ chết thì như nãy chị nói, đường đi mờ mịt không biết về đâu. Thì có nhiều cái trường hợp để đi, như nãy giờ sư diễn tả đó, thì quý vị nghiên cứu lại để rồi sẽ thấy mình sẽ đi về đâu sau khi mình bỏ cái thân này. Thì thời gian có hạn, đến đây thì sư chấm dứt cái bài pháp nói về sanh tử. Quý vị có ai có thắc mắc gì chúng ta có thể đưa ra để cùng nhau tham khảo.